Với bộ ba áo Nakoro siêu Việt, Murat siêu Việt, Ngộ Không siêu Việt, các bạn có thể click vào link shop.com mình để dưới phần mô tả với giá tốt nhất. Áo Liên Quân siêu Việt, nơi thỏa mãn đam mê. Hi, xin chào tất cả người và chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình và những người thân yêu. Hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với vị tướng Murat, không phải là bộ trang phục siêu Việt nữa. Và đây là bộ trang phục MTV Thần Tượng Học Đường, một trong những bộ trang phục cực kỳ đẹp và mang đậm chất của một ca sĩ. Trời ơi, dài trận, một cái cơn ác mộng mà trận đấu nào đi chăng nữa thì ai nhìn thấy cũng khiếp. Và chắc có lẽ bạn này bạn đang muốn thử sức với cái hình phạt mới nhất của cái đấu trường Nhật Bản này. Một cái đấu trường Nhật Bản đã cập nhật phiên bản thử nghiệm. Cập nhật chính thức ở phiên bản chính Liên Quân Bài Việt Nam. Và như các bạn đã biết thì hiện tại bây giờ nếu mà AFK phá trận hoặc là có những cái ngôn từ xúc phạm nhau trong trận đấu, các bạn tố cáo hội đồng Liên Quân Bài kiểm tra thì các bạn sẽ bị trừ 20 điểm tinh túy. Uy tín nhầm. sẽ bị trừ 20 điểm uy tín, một cái lượng uy tín rất là gắt. Trừ 20 điểm một phát thôi là các bạn còn 80 điểm uy tín thì rất là khó để có thể vào những cái trận đấu được. Đó, đấy chưa, AFK phá trận, tố cáo trừ 20 uy tín đấy. Thế nên là các bạn đừng dại gì mà AFK nhá. Dù sao thì cố gắng chơi một trận đấu, đừng bao giờ AFK. Đấy là dù sao thì chúng ta cần phải có một cái gọi là nghiêm cấm như thế này. Hình phạt như thế này rồi kết nối lại thôi, để có thể là cải thiện được game tốt hơn. Chứ trận nào cũng gặp AK gây ra cái sự ức chế, và có rất là nhiều game thủ đã bỏ game Liên Quân Bài. Nhưng dù sao vì cuồng nhiệt quá ấy. Ok, chết rồi, sống sao. Thôi, cái gì vậy, trời ơi, chú mù mắt rồi. Mình không thể ngờ là mình bầu ngay với em gái Emily mà em gọi một phát hai người ra hỗ trợ, đó là Alice với cả là Valet. Thôi xong, tôi chết luôn cái mạng đầu này. Gắt. Vừa vào đầu trận đấu mình nhìn team mình điểm thông thạo, gọi là full thông thạo, mà ai ngờ bắt đầu một cái cung của thợ săn, nếu các bạn lên cái trang bị kiếm chi hồn và dìu level then ấy, nó được thay đổi hình dạng đi rồi. Nó nhìn giống cái dìu đi rừng hơn. Đó. Thay đổi đi chứ. Chứ còn về cái sức mạnh của nó thì nó còn rất là bá đạo nha. Trời ơi, đá giết đi. Trời ơi, mù mắt. Ông giết được luôn. Ôi, để mình xử lý cho. Mình cố gắng farm đã. Tí nữa mình ra mình xử lý cho. Nhiều bạn thắc mắc tại sao mình không chơi bộ trang phục siêu Việt. Tại vì rất là nhiều bạn nói là chơi MTV Thần Tượng Học Đường đi. Tại vì chơi siêu Việt nhiều rồi nhìn cũng chán. Đó, thế nên làm clip luôn về MTV Thần Tượng Học Đường này. Có rồng, ăn rồng làm sao được. Trời ơi, tin ăn rồng rồi. Thôi. Lần này mình sẽ phải cố gắng vô được Violet nha. Cứ chúng ta cố gắng chém này thôi. Xong rồi ra ảo ảnh chạm. Từ, có... Đây rồi. Đi lạc rồi, Ajanka. Đi lạc và có mạng, giật bóng về này. Trời ơi, tự nhiên vớ được con bò lạc. Đây, chúng ta sẽ cố gắng chém vào cái con rồng này để lấy nội tại và ảo ảnh chạm đối phương nha. Ok, lần này có mạng rồi. Chạy đi đâu hả người ơi, một mạng nữa. Thôi, xong, xác định chết nha. Ok, mình sẽ cố gắng chém tiếp vào chiêu cuối, mình hồi rất là nhanh mà. Emily vừa xong. Emily chạy đâu, một mạng nữa nhưng không phải là mình ăn mạng. Dù sao chúng ta sẽ có con rồng này. Khi đánh Murat mà chúng ta có một cái tinh thần thoải mái để chúng các bạn lướt cực kỳ tốt luôn. Và như là đấy là một cái tinh thần chiến đấu. Rồi, đầu game bị ăn hai người. Đầu game chết ngay một mạng.
Đó, nói chung là cái đội hình team mình thì ai cũng có kỹ năng cao thôi. Full thông thạo cơ mà, là cái gì đâu. Mình cứ nghĩ là quyền vương AFK nhưng mà dù sao kết nối lại rồi. Chứ không bây giờ các bạn cứ phải suy nghĩ lại nha. AFK một trận là bị trừ 20 điểm uy tín và các bạn phải cày học mật ra mới có thể là bù lại 20 điểm uy tín đấy. Vậy nên là hy vọng rằng đừng có ai mà AFK nữa nha. Tại vì dạo gần đây mình gặp rất nhiều AFK không lên nổi danh vì AFK. Có những trận đấu gánh nổi AFK thôi nhưng mà có những cái trận đấu đánh cực kỳ gắt. 5 đấu 5 đã gắt rồi, thật là 4 đấu 5 thì làm sao mà chơi nổi. Đường giữa này. Nhiệm vụ chính của mình giờ chỉ cần đã bắt được Violet thôi. Tóm được Violet là hết bài. Rồi, xuống Amelie này. Cố gắng thả thính đi bạn ơi, rắc thính đi, Van Hên lên rắc thính, đúng rồi, thính ở nơi đâu, cứ bay lung tung. Bay lung tung bay lên không trung. Thính ở nơi đây, đây rồi, chính em đã thả đúng không, rồi có mạng. Ơi bé Alice, đúng thật, cái chuyện tình Alice và Murat. Đúng thật lại chuyện tình Alice và Murat đây rồi. Alice mét 52. Đây, mình sẽ móc đằng sau, em đi hết chạy rồi. Không được, không còn đường về, thật sự là không còn đường về, chạy đâu. Ô, nó chạy ngược lại kìa. Đúng thật là không còn đường về. Cố gắng chạy làm gì nữa bạn ơi, cho ăn mạng nào. Ui giời ơi. Suýt nữa là được mạng kìa. Đúng thật là suýt nữa được mạng. Cái gọi là cái đỉnh cao khi mà chơi Murat là chúng ta chiếm được cái vị trí đó là dừng team bạn và khả năng là chém lấy nội tại ảo ảnh chạm ra. Đó. Đây là cái gọi là cái cực kỳ tốt. Cái này thì thường thường các bạn thể nhìn thấy là cứ chém và lao ra ảnh chạm thôi. Cấu gì ạ? Khả năng ép trụ rất tốt. Nhưng dù sao thì cũng phải cần đồng đội hiểu ý khi mà chơi Murat phải nhường quái rừng để các bạn có thể lao ra. Đấy, mình chỉ cần như thế này thôi. Như thế này thôi là chẳng ai dám vào. Rồi, có bạn này. Rồi, giật bóng về. Trời ơi, Emily chờ sẵn kìa. Thông minh quá. Bắt bài người ta nè. Bắt bài này chạy đâu được. Cố gắng tha mạng. Ok, giật bóng về. Đơn giản thôi. Bình tĩnh nha, mình hết máu rồi. Đó. Mình đã nói là đỉnh cao khi mà chơi Murat là phải chiếm được cái rừng team bạn và khả năng ra ảo ảnh chạm cấu rỉa máu từ xa. Murat trước đây thì mình chơi không được tốt, tại vì là Murat là một trong những vị tướng mà chúng ta cần phải căn thời gian hồi kỹ năng. Căn thời gian làm sao mà đừng có lướt vào một phát là hết sạch chiêu cuối là không ảo ảnh chạm được, như vậy là bị hớ đấy. Rồi. Mình phục hồi máu xong là mình sẽ ra hỗ trợ đồng đội luôn nha. Đừng có bắt lẻn nha các bạn ơi. À đi, kiểu gì đi qua đây. Đây, mình sẽ ra cướp cái con này. Cướp luôn con khỉ, đó. Xịt rồi nha. Nó đem đến cho các bạn một cái sự sự đột biến cực kỳ tốt. Và không biết là cập nhật phiên bản mới này các bạn có bị giật lag gì không. Nhưng mà đối với bản thân thì mình cũng thấy bình thường mà. Thấy chưa? Mình ảo ảnh chạm nó cũng rất là nuột. Rồi dòng đã. Sau đó mình giật bóng về nha. Tìm mục tiêu này. Không có. Thôi, có lẽ sai. Sai thật sự. Rồi, có mạng. Thôi nha, bỏ đi. Tiếc vậy, nó có xíu máu được cấp cứu Alice kìa. Trời ơi, hết sạch chiêu cuối rồi. Bây giờ lại chạy lóc cóc chạy về. Lại lóc cóc chạy về chém để lấy chiêu cuối. Đó, chúng ta như thế này thôi. Mà ra cấu rỉa đối phương kiểu gì cũng có mạng. Có mạng rồi, thông minh quá. Lướt một phát ba người, nhìn cái mà vạch máu nó tụt rất là nhanh luôn đấy. Rồi, mình chỉ sợ người ta bắt bài thôi, team bạn bắt bài thì hơi xác định. Cái này ấy, thật ra thì khi mình chơi Murat được support hay đó là người ta bảo kê. Đội đội mình bảo kê cho cái bóng ấy, cho cái bóng mình khi mà mình giật về ấy. Đấy, chứ nhiều người không bảo kê cái bóng, giật về một phát kiểu gì kiểu cũng bị đối phương chết này. Kiểu gì kiểu cũng bị đối phương đột kích. Tại vì khi mà chúng ta ảo ảnh chạm, chúng ta phải sử dụng đến chiêu 1 và chiêu 2 và chiêu 3. Khi mà giật bóng về thì chúng ta chả còn cái gì trong người nữa. Ok, tiếp tục ảo ảnh chạm này. Có mạng đây rồi, có mạng. Ui không chết rồi, vẫn chết. Một phút quảng cáo, bên mình mới mở bán chiếc áo Murat MTV thần tượng học đường. Các bạn nào nếu mà muốn quan tâm thì có thể qua shop gogothủ.com hoặc là link dưới phần mô tả mình để lại dưới clip nha. Đây là chiếc áo Murat MTV thần tượng học đường. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cứ tiếp tục như thế thôi. Chúng ta cố gắng lấy này, mình đánh đến nét sạch mana luôn. Đây, có mạng đây rồi, có mạng, ảo chạm này. Ui trời ơi, nó có xíu máu không giết được luôn. Tiếc vậy đấy. May quá, vừa nói là hết mana, anh ngờ có luôn con bồ xanh này. Rồi,
Rồi. Tiếp tục nha, lần này này, lao vào có mạng này, có mạng đây đây. Ồ, chết chắc là chiêu 2, chiêu cuối. Sử dụng chiêu 2 và chiêu cuối luôn và chắc chắn sẽ có mạng đấy chưa? Thần thánh rồi. Để cho tôi quái dừng nha. Tiếp tục này, giả sử là Ari, bé Alice. Alice chưa 52m, trời ơi, một mạng. Tiếc quá mình không vồ được Alice kìa. Dù sao thì chơi được luôn đây rồi, chạy đâu bạn ơi, chạy đâu. Lên mạng, giật bóng về. Rồi, 11-6 rồi. Chắc có lẽ mình phải di chuyển lên đường trên thôi để bắt, mà dù sao thì tin mạng cũng bị quét sạch rồi. Đây, sang bên này nha. Ép thế này sống sao rồi, kẻ địch đầu hàng. Ok, clip của mình đến đây kết thúc rồi. Một trận đấu leo danh khi mà cập nhật phiên bản đấu trường Nhật Bản. Dù sao thì cũng kết thúc một cách tuyệt vời. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye. Clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Anh em nhớ ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Và kèm theo là ấn vào hình thông báo kênh để cập nhật những thông báo mới nhất từ kênh YouTube mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Mãi yêu, bye bye.